bán gian được 5-10 phân. Các bạn hình dung chưa? Nên tôi đo cho cái bề mặt, chứ còn nếu mà không mọi người mua cái loại này tôi phải thêm một cái mấy phút nữa thì tôi sẽ bới được cái này, nhưng mà hôm nay hơi nặng. Đấy, tức là bới dần xuống phía dưới này. Thì biết đâu lại thêm được khoảng tầm 5 phân thoát thân và gốc nó to thêm được mấy phân. Còn tôi đo ở đây nó là 28 hay bao nhiêu này. Đây này. Ở trên nó là tam đa đấy. Tam đa đấy. Hôm qua lại đọc cái chuyện chuyện về Tôn Ngộ Không mấy cái gì ấy. Cái chuyện mà Tôn Ngộ Không đánh bật cái gốc nhân sâm nghìn năm ấy của cái ông bỏ mẹ gì ấy. Xong rồi Tôn Ngộ Không đi tìm cái thuốc thuốc để cứu cây ấy. Đầu tiên là gặp ba ông tiên gọi là Phúc Lộc Thọ. Ông Phúc Lộc Thọ ông bảo là công lực của ông ấy kém ấy, thế nọ thế kia. Thế mới biết là dân mình thờ là toàn thờ kiểu thờ các ông tiên hơi kém. Chứ còn nếu mà sinh trước cả khi mà trái đất nó hỗn độn ấy, loài người còn chưa có ấy, thì là mấy cái ông gì đấy. Ông cái gì cô đo chỗ này là 29 này. Đấy. Ừ, cây này nếu mà bán thì nói chung là tầm 15 triệu. Để tôi tháo cái tán ra. Ui còn nhiều chuyện lắm. Mẹ được nghỉ mấy ngày Tết này là gọi là để nghiên cứu chế độ, mấy cả gọi là nghiên cứu để xem năm sau kiếm thu nhập thế nào để cho nó nhiều tiền hơn. Mọi người mua thì tôi không biết đâu nha, tôi chỉ nói giá ví dụ thế thôi. Đây để tôi bung tán thôi. Còn đang hướng dẫn mọi người cách để cho lên chậu, mới chọn chậu làm sao cho phù hợp. Ấy. Thằng em Ninh sáng nay nó chở ba cây xuống để gọi là nai chim chơi mà. Đấy, vùng tán ra. Từ từ đã, chờ tôi tí nhá. Gọi là đây mới là ấy thôi, chứ còn nếu mà để mà hoàn thiện ra còn phải chán chê. Để mà nên chậu cho nó hoàn thiện là nó cũng hơi bị mệt đấy. Còn hướng dẫn mọi người thì nhiều cái lắm. Nhiều cái để hướng dẫn. Mẹ con Tiến Bịp nó khoe Phúc Lộc Thọ nhà nó. Nó bảo là ba ông, không biết ông nào đang cầm cái cống. Hóa ra là ba ông cùng cầm cống. Dân nghiện nhìn cái gì cũng mất thì ăn, mất thì trộn mấy cái đường. Cái cơm mọi người ấy mất đi. Mất nó trộn mấy cái đường hạt đấy. À đường kiểu đường mà bé ấy. Nó này bảo là cái này là trộn đá. Nếu là dân nghiện thì khác. Cái gì cũng nhìn ra đá với cả cống với cái gì ấy. Nó bảo ba ông Phúc Lộc Thọ ông nào cầm cống. Và hoa vi vít này. Xem live stream của bọn nó cũng mang tính hài hước, cũng kinh lắm. Đấy. Đây là cũng chưa xong đâu. Đáng nhẽ phải thêm một người nữa, nhưng mà bán cây cảnh thì nó có được lời lãi như các ông nghĩ đâu. Người ta lời lãi thì người ta nắm nhân viên. Mình thì lời lãi gì. Đấy, tán bắt đầu bung ra rồi đấy. Đấy. Như cái chậu 60 này quá bé. Có cái loại này phải chậu khoảng 86. Cây con nói chung là tôi cũng bán, nhưng tôi bán số lượng lắm. Tôi không bán lẻ. Cây con này. Đang nhìn những cái bọn tuyệt phẩm này, các ông cứ hỏi cây con. Cây con này bán số lượng cơ. Thoát trong đấy tôi thấy là thoát bao nhiêu nhỉ? Tam đa đấy. Đây nhìn xung quanh nha, nó không có hố bom hố biếc gì đâu nha. Đây. Hố bom hố biếc gì. Ui. Hay thế nhỉ. Đấy. Có một cái thân chính. Nhưng mà cái thân chính này không sửa được, để nguyên như này. Chứ đừng có ông nào dạy mua cây này cắt mẹ hai cái thân này để giữ cái thân này nhá. Và thân chính này trên này nó cũng phải tầm 16 đấy này. Cổ ngọn nó 16, 17 rồi. Trên này 17 này. Đây 16 này. Thân chính á. Còn giá mọc hương bây giờ nó hơi nổm cổm. Con này cũng đẹp. Con này tán tiếp chiều cao rồi. Thân gốc bệ cũng được. Giá thì nói chung là thế là rẻ. Đấy, những ông nào văn hóa truyền thống của dân tộc đó, so đào quất mai với cây mọc hương. To không? Cao 4 mét. Nếu mà bạn mua 50 cây thì cái loại này con cái thủy nó phải bán cho các bạn là rơi vào tầm 120, 130 gì đấy. Đây.
Đây. Còn cái loại